Và ngay bây giờ thì xin mời anh Đỗ Missy và chị Lily Nguyễn sẽ cùng nán lại sân khấu ngày hôm nay để chúng ta cùng chung vui và cùng chúc mừng cho giải thưởng dành cho một tập thể xuất sắc, sự cống hiến hoàn hảo tạo nên sức mạnh thành tích Best Team of the Year 2021. Và chúng tôi xin được chúc mừng cho Refund Gaming. Lần đầu tiên thì cho em mình thay mặt cả team xin gửi lời chào đến tất cả các bạn, tất cả các anh chị đang xem ở khán phòng và các bạn đang xem livestream trên Nimo TV ạ. Năm ngoái thì team của mình tất cả anh em ở đây đều cũng đã có một cái kỷ niệm chương dành cho team xuất sắc nhất, thì năm nay đứng ở tại đây gala lần này, bọn mình rất là vinh dự khi mà lại được tiếp tục một lần nữa cầm chiếc cúp team mà xuất sắc nhất của năm. Anh em trong team thì vẫn luôn luôn tâm niệm rằng sẽ trong năm 2022 sẽ luôn cố gắng nỗ lực hết mình để tiếp tục sẽ có một cái gì đấy thành tích ở trong cuối năm ạ. Một lần nữa thì cả team xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, và xin cảm ơn ạ. Lý Phan Nghiêm Minh cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hồi nãy trước khi mà DJ Chip nói thấy độ tính cầm mic lên nói gì mà đúng không? Các bạn đang thấy ở trên sân khấu là đội hình của Refund Gaming, nhưng mà rất là tiếc do vấn đề sức khỏe nên là bị thiếu mất 3 thành viên. Hai thành viên đang ngồi cười trên màn hình là Rambo cùng với Dev, và còn một thành viên nữa đã đồng hành cùng Refund Gaming từ những ngày đầu tiên bọn mình đi bắn giải với nhau từ năm 2018 đến bây giờ, Phan Kỳ Em. Nhưng mà rất là tiếc hôm nay Phan Kỳ Em cũng không có mặt ở đây. Refund Gaming là một tập thể do mình sáng lập ra từ năm cuối năm 2017, giữa năm 2018 đến tận bây giờ, không chỉ giúp nhau trong chuyện làm việc, cụ thể đây là nghề stream, mà bọn mình còn chơi rất thân với nhau ở ngoài đời, coi như một đại gia đình vậy. Và mình nghĩ là chính vì sự đoàn kết đấy mới dẫn đến sự thành công như ngày hôm nay. Và mình nghĩ sự thành công của Refund Gaming không dừng lại ở đây, bọn mình sẽ cố gắng rất là nhiều. Và mình chỉ gửi đến tất cả các bạn đồng nghiệp đang ngồi ở đây hay là các bạn đang xem stream trên màn hình, chúng ta hãy hoạt động về một tập thể thì chúng ta sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Thực sự những lời chia sẻ rất là hay, rất là ý nghĩa. Và thank you.